Dạ, con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép được đọc Sinh Xà Bệnh Chết Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Sinh, sinh ra trên cõi thế gian, có thân ngụ uẩn có ngàn khổ đau, vô minh ái thủ thâm sâu, có hành có nghiệp dẫn đầu tục sinh. Từ khi có dáng có hình, có căn có cảnh tâm tình khởi lên, mắt tai mũi lưỡi thân tâm, hướng theo ngoại cảnh sáu trần bủa vây, đắm theo dục cảnh từ đây, cái tâm ô nhiễm tạo gây nghiệp trần, cái thân đã khổ muôn phần, cái tâm ô nhiễm nhiều lần khổ hơn. Bi ai sầu muộn giận hờn, khen chê yêu ghét thiệt hơn đủ điều, sinh sinh tử tử sớm chiều, ai hay cái chết lúc nào xảy ra. Đôi khi một chút lơ là, tạo nên cái chết thật là bi ai. Có sinh có tử không sai, chỉ là kiếp sống tương lai thế nào. Sinh thiên tạo phước thanh cao, ngục môn sâu thẳm tội nào đã gây. Niết bàn giải thoát từ đây, tu tâm học đạo từ đây thoát trần. Già nua vì có sinh ra, cái thân tứ đại phải già đi thôi. Răng long tóc cũng bạc rồi, lưng còng thân kẹo mấy hồi nữa đâu. Chân tay nhức mỏi âu sầu, trầm ngâm hồi tưởng mấy câu chuyện đời. Hào hoa oanh liệt một thời, hoa tàn rơi rụng hết thời là đây. Bao nhiêu tật xấu đã xây, bao nhiêu nghiệp chướng đã gây nên rồi. Phải mau tu tỉnh ngay thôi, tu cho giải thoát luân hồi tự sinh. Thân già nhưng trí không già, thân già trí phải sáng ra từng ngày. Có thân thì phải có già, càng già càng phải ráng mà chuyên tu. Bệnh. Có thân có bệnh là thường, bệnh do nghiệp chướng tai ương kết thành, bệnh do thời tiết phát sanh, bệnh do ăn uống tâm hành tạo ra. Cái thân là bãi tha ma, chứa bao xác chết muôn là chúng sanh. Bao nhiêu rồi bỏ hôi tanh, bao nhiêu dung sáng xung quanh từng bầy. Bệnh nguồn chất chứa ở đây, làm sao tránh khỏi thân này đau thương. Thuốc thang cũ chữa đủ đường, bệnh này bệnh khác đau thương đến già. Cái thân có bệnh rề rà, cái tâm sầu não mới là bệnh to. Thân này bệnh chút đã lo, còn tâm có bệnh thì cho thuốc gì. Phật Đà thuyết pháp diệu kỳ, đoạn trừ tâm bệnh một khi thực hành. Tu tâm cho bệnh chóng lành, đoạn trừ phiền não tự sanh hết liền. Chết. Mạng sống thì rất mong manh, cái chết song hành đi sát ở bên. Dù cho tuổi thọ vững bền, đến ngày tận số cũng lên quan tài. Ai cũng muốn được sống dai, mà không hiểu được sống dài làm chi. Tham lam hưởng thụ vô ngì, mai này chết đến biết đi đường nào. Say mê thế sự tào lao, chết trong lưu luyện thì sao thoát trần. Luân hồi nghiệp bão xoay vần, sinh rồi lại tự muôn phần khổ đau. Còn không tịnh ngộ mau mau, tu tâm giải thoát để sao an nhàn. Hành thiền chẳng quản gian nan, niết bàn bất tự lạc an hướng về. Con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Sinh Già Bệnh Chết Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.